Chị ơi, em quay video test máy cho mình chị nhé. Đây ạ, đây là mặt trước của máy ạ. Máy còn rất là đẹp luôn ạ, bóng loáng luôn. Đây. Tiếp theo em sẽ quay góc cạnh cho mình ạ. Đây ạ. Thì bên cạnh này thì có một chút xước một tí thôi ạ. Với phía bên này có một chút nhẹ nhẹ đây. Thì vì là máy cũ nên không tránh được xước xát nên là mình. Nhưng mà nó không hề ảnh hưởng đến cấu hình của máy đâu chị nhé. Với không ảnh hưởng đến tính năng của máy đâu ạ. Đây ạ, còn các góc cạnh còn lại ạ. Đây, góc cạnh còn lại thì còn rất là đẹp luôn ý ạ. Đây, đây mình có thể nhìn rõ qua đây ạ. Đây, đây là mặt sau của máy ạ. Mặt sau của máy cũng không bị xước hay gì đâu chị nhé. Đây ạ, rất là đẹp luôn ạ. Đây, mặt trước đây nữa. Em mở máy lên để test các tính năng của máy chị nhé. Đầu tiên em sẽ test bàn phím cho mình chị ạ. Đây, các phím có màu trắng ở trên màn hình là các phím có hoạt động trên máy chị nhé. Đây ạ. Đây ạ. Di chuột hoạt động bình thường ạ. Các phím ở phía bên này và hai phím này thì máy này không hỗ trợ nên là ở trên bàn phím không có nên là mình ở trên này không có chị nhé. Đây, tiếp theo em sẽ test camera cho mình ạ. Đây ạ, cam của máy hoạt động bình thường chị nhé. Tiếp theo em sẽ test mic cho mình ạ. Alo, 1, 2, 3, alo. Đây ạ, mic của máy hoạt động bình thường ạ. Tiếp theo em sẽ test loa cho mình ạ. Máy mỏng nhẹ nhưng mà loa con này cũng khá to ấy ạ, với lại là nghe không bị rè đó chị nhé. Đây, tiếp theo em sẽ cho mình xem cấu hình của máy ạ. Đây á. Máy i5 ạ. RAM 16GB. Và mình có cái mã ID này thì chút nữa em sẽ chụp ảnh và gửi cho mình để mình hôm sau nhận hàng và check đúng ID này thì nhận máy chị nhé. Đây ạ, máy có SSD là 512GB ạ. Đây, máy xoay gập 360 độ chị nhé. Đây, mình có thể xem trực tiếp như này. Đây ạ. Cầm một tay được luôn chị ạ. Rất là nhẹ luôn.